Với video tiếp theo thì bên em lại tiếp tục test thử những chiếc âm ly của hãng Pühler, có mã là AI9 nhé. Với dòng này thì sản phẩm thì của Pühler thì nó là sản phẩm của Nhật rồi. Các bác chơi những sản phẩm âm thanh nghe nhạc thì các bác cũng biết thương hiệu của dòng Pühler. Với model của AI9 này thì nó đạt đến công suất 230W. Với sản phẩm này thì nó chuyên trị những dòng loa cứng đầu, đó là những dòng loa Nga, ví dụ những dòng loa S90 thì dòng âm ly này thì đánh rất hợp luôn, bởi vì công suất của dòng này nó rất lớn nhé. Em sẽ quay công suất cho các bác. Công suất của dòng này thì nó đạt đến 230W. Với sản phẩm của Nhật xịn này thì nhà sản xuất đề rất chuẩn, chính xác từng watt một. Đây, mời các bác xem nhé, công suất của nó lên đến 230W và chạy điện là 100V nhé. Các bác lưu ý đường điện nhé. Và cái này kết nối rất đơn giản thôi, nó chạy được cả hai kênh nhé, kênh A và kênh B. Các bác cài loa ở bên kênh nào thì các bác ấn ở kênh A và kênh B thì nó tương xứng. Đây em cài bên A thì ấn vào bên A và cài bên B ấn vào bên B, và các bác ấn cả hai nút AB thì nó đều chạy cả hai kênh luôn. Rất đẹp nhé, với những sản phẩm hàng Nhật mà bên em lựa chọn nó đẹp xuất sắc như này, các bác có thể nhìn trên màn hình cực đẹp luôn. Với chiếc âm ly này thì em test thử cho bác Nguyễn Thế Thuần, bác ở làng Hội An, xã Cao Minh, huyện Vĩnh Bảo, tỉnh Hải Phòng, và cũng đã tin tưởng ủng hộ bên cửa hàng một chiếc âm ly này. Và giờ đây em sẽ test thử chất âm của dòng âm ly này để mời toàn thể các bác thưởng thức, và mời bác Minh hãy nhận hàng của bác trước khi bác được đón sản phẩm của mình nhé. Chất âm của dòng AI9 này, chất âm của nó cực sạch và cực hay luôn. Các bác nào mà đam mê nghe nhạc và dùng phối ghép vào những chiếc loa Nga thì vừa rồi các bác cũng đang thưởng thức một đoạn chất âm để em test thử vào chiếc loa S90 trơn nhé. Chất âm nó rất chi là tuyệt vời, nó đánh lên đủ các giải trống, trung và tép đánh lên và tiếng nó lại rất ngọt luôn. Và các bác có nhu cầu về những sản phẩm AI9 này, các bác cứ liên hệ với Cao Trung qua hai số điện thoại 0963111138 hoặc 0962355309. Bên em sẽ giao hàng và ship hàng cho các bác trên khắp mọi miền Tổ quốc. Và với sản phẩm này thì bên em đã cung cấp giá tại cửa hàng là 7 triệu đồng nhé, với những sản phẩm đẹp xuất sắc như này. Và cũng xin cảm ơn bác Nguyễn Thế Thuần, bác cũng đã ủng hộ cửa hàng sản phẩm này. Và giờ đây em xin phép dừng video. Xin chào, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.